Tiên tri của Hermes về một nhà hiền triết đội vương miện ngôi sao và mặc áo choàng đỏ sẽ xuất hiện ở phía đông. Các bạn thân mến, thời gian qua, Tâm Linh Cuộc Sống đã mang đến cho các bạn những video về dự ngôn của nhiều nhà tiên tri liên quan đến năm 2024 về các thảm họa tự nhiên và con người. Điều đáng ngạc nhiên là những nhà tiên tri này mặc dù đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, sử dụng ngôn từ khác nhau và thậm chí ở các thời kỳ khác nhau, nhưng lại cùng dự đoán về sự xuất hiện của một vị thánh nhân phương Đông. Trong số những nhà tiên tri ấy, có một vị tư tế đến từ Ai Cập, tên là Hermes. Ông cũng nói rằng, ở phương Đông xa xôi, một bậc hiền triết thấu suốt vũ trụ và pháp luật sẽ xuất hiện, mặc áo choàng đỏ rực, đưa những người lạc lối trở về. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nhiều lời tiên tri trong quá khứ và hiện tại không chỉ tiên đoán về sự xuất hiện của thánh nhân mà còn tiên đoán cả về ngoại hình và tên của người ấy. Thôi Bối Đồ có viết: "Vô vương vô đế, định càn khôn, lai tự điển gian, đệ nhất nhân." Nghĩa là vị thánh nhân không xuất hiện từ nhà đế vương mà người đệ nhất sẽ xuất hiện ở chốn điền viên. Bài 29 của kỳ thứ 2 trong các thế kỷ miêu tả một người phương Đông dùng lòng từ bi của thần để cứu rỗi mỗi một người trên thế giới này. Thiêu Bính Ca lại mô tả thánh nhân là không tướng tăng cũng chẳng tướng đạo, đội mũ lông cừu nặng 4 lạng. Đó là những lời tiên tri rất nổi tiếng. Nhưng còn Hermes là ai? Từ trước tới nay, ông đã đưa ra những lời tiên tri nào? Dự đoán ấy đã trở thành hiện thực hay chưa? Hermes sinh ra ở vùng đồng bằng khu vực sông Nil của Ai Cập. Ông được xem là nhà chiêm tinh học, chuyên gia bí pháp và tiên tri hàng đầu của thời đại bấy giờ. Cũng từng là đại tư tế của vua Ai Cập và Rốc Một. Ban đầu ít người biết đến sự tồn tại của Hermes bởi ông chỉ là một thầy cúng vô danh. Thậm chí hiện tại nếu tra thông tin trên từ điển Bách Khoa Toàn Thư cũng không hề có được thông tin của ông. Nhưng trước khi Pharaoh và Rốc Một qua đời, ông đã từng dự đoán rằng nhà vua sẽ chết vì một trong 7 tội lỗi, tội tham ăn. Không lâu sau lời tiên tri của ông, vào ngày 18 tháng 3 năm 1965, Pharaoh đã qua đời tại thành phố Roma thuộc Italy khi chỉ mới 45 tuổi. Người ta nói rằng bữa ăn cuối cùng của cựu hoàng đế bao gồm 12 con tôm hùm, 10 con sò biển, 8 con cá và 5 tô cơm trắng. Ngoài ra còn vô số các loại phô mai, mứt, bánh mì, đậu và rau quả. Số lượng thức ăn thống kê được trong bữa ăn này đủ để nuôi một đạo quân. Sau khi Pharaoh và Rốc Một qua đời, các quan chức trong cung điện cho rằng đây là một âm mưu và cho rằng tất cả đều là lỗi của Hermes. Vậy nên, các quan chức đã tước bỏ chức vị, thu hồi tài sản và đuổi vị tư tế này ra khỏi cung. Hermes lang thang khắp nơi, sau đó ông tìm được một tiệm tóc để ẩn náu và sống bằng nghề cắt tóc. Dần dần mọi người phát hiện ra khả năng tiên tri của Hermes. Tên tuổi của ông cũng bắt đầu được lan truyền khắp nơi. Những lời tiên tri của ông hoàn toàn khác biệt so với các nhà tiên tri khác vì nó chứa đựng cái nhìn toàn diện về vũ trụ, kết hợp với quan điểm về vũ trụ và sự sống của nền văn minh cổ đại Ai Cập. Qua những lời tiên tri, có thể thấy ông đã có sự hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thế giới, cũng như về các quy luật và định luật của vũ trụ. Những yếu tố cơ bản tạo nên mọi sự sống, sự tồn tại của thời gian đều được xác định bởi các định luật của vũ trụ theo một quy trình liên tục cập nhật mọi thứ. Điều này đã được nhiều người học tập, nhận thức và sau cùng là chấp nhận. Ngay cả những quan chức chính phủ và quân đội của nhiều quốc gia cũng bắt đầu tìm đến ông để được giúp đỡ. Hermes đã trả lời một loạt các câu hỏi về tương lai. Câu trả lời được nhiều người theo dõi và ghi lại. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều dự đoán trong số đó đã trở thành sự thật, không chỉ về hạn hán ở Ai Cập, sự bùng nổ dân số, mà còn về các xung đột ở Trung Đông và đại dịch Covid-19. Trong những lời tiên tri ông đã nói, thì có một quan điểm quan trọng được đề cập, đó chính là với sự hủy diệt liên tục của loài người, sự tiến hóa của thiên nhiên trong tương lai sẽ trở nên mất cân bằng. Cuộc sống cũng sẽ trở nên hỗn loạn, khiến thế giới tâm linh của con người sẽ sụp đổ trước tiên. Điều này dẫn đến các cuộc chiến tranh vô cớ, dịch bệnh bí ẩn, những thiên tai như hạn hán, bão lũ, mưa đá và hàng loạt các thảm họa khác. Thực tế, tất cả những thảm họa này đã và đang diễn ra trên toàn thế giới. Một số người còn phát hiện ra Hermes
đã công bố một loạt những dự đoán quan trọng cho năm 2024, trong đó có các thảm họa thiên nhiên. Ông nói rằng, trong một thời gian sau đại dịch, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn, mọi thứ sẽ trở nên mất trật tự, những điều tốt đẹp sẽ dần bị suy thoái và mất đi. Giá trị đạo đức dần bị suy giảm, tâm trí con người cũng bị ảnh hưởng bởi sự ác độc và bóng tối sẽ bao phủ tâm hồn, khiến họ không thể nhìn thấy lỗi lầm của chính mình. Theo đó, vào năm 2024 sẽ xảy ra nhiều thảm họa thiên nhiên trên toàn cầu. Thảm họa cháy rừng sẽ bùng phát ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực miền Tây Nam, Trung và Bắc Trung Quốc. Khu vực đảo ở Đông Nam châu Á sẽ xảy ra động đất lớn. Khu vực Bắc Mỹ sẽ trở nên tối đen vào giữa trưa. Sự hỗn loạn này chính là một dấu hiệu của sự sụp đổ. Liên minh châu Âu sẽ lại rơi vào bờ vực sụp đổ sau sự thay đổi của hoàng gia và rơi vào một thời đại tối tăm như thời Trung Cổ. Chúng ta đều biết rằng, trong năm qua, các thảm họa trên toàn cầu liên tục xảy ra. Làn sóng nhiệt ở Đông Nam Á đã phá kỷ lục về nhiệt độ cao ở nhiều quốc gia. Nhiều nơi lạnh trên thế giới trở nên nóng hơn và những nơi nóng lại trở nên lạnh hơn. Đây rõ ràng là một sự bất thường. Hermes còn nói rằng, niềm tin tôn giáo đang dần bị con người lãng quên và dần mai một. Chỉ còn lại những câu chuyện rỗng tuếch về tôn giáo được khắc trên đá. Trẻ em sẽ không còn tin vào điều này. Mọi người sẽ cảm thấy chán nản với đời sống tinh thần, không còn tin vào sự tồn tại đáng kính nào nữa. Theo các nghiên cứu, xu hướng từ bỏ tôn giáo đang dần trở nên thịnh hành. Tuy nhiên, với sự phát triển lâu dài của xã hội, loài người sẽ tự sửa chữa điều này khi đủ điều kiện khách quan. Đồng thời, khi mọi thảm họa ập đến, sẽ xuất hiện một bậc thánh nhân ở phương Đông hiểu rõ quy luật và phép tắc của vũ trụ. Vị thánh nhân ấy sẽ đội một chiếc vương miện ngôi sao, mặc choàng đỏ và đến để sửa chữa sự lầm lạc của loài người, dẫn dắt họ trở về đúng hướng. Người ấy xuất thân bình thường, không phải ở vùng biên địa mà là giữa những ngọn núi tương ứng với những ngôi đền nổi tiếng ở phương Đông. Ngoài ra, Hermes cũng nói rằng mọi người sẽ mãi mãi tôn sùng và ca ngợi vị thánh nhân ấy, bởi ngài sẽ dùng chính ý chí của mình để tạo dựng lại một con đường tâm linh thực sự, sinh ra một vũ trụ mới. Mọi thứ sẽ được tái thiết để trở nên tốt đẹp và thiêng liêng. Các bạn nghĩ sao về sự xuất hiện của vị thánh nhân này? Người đó có thể là ai và sẽ xuất hiện ở đâu? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.